Thử thách một ngày ăn toàn đồ Hàn Quốc. Trời, tưởng cái gì chứ cái này thì dễ ẹt. Ở đây có bà nào giống tôi mê phim Hàn rí rồi cái mê luôn đồ ăn Hàn hồi nào không biết luôn không? Sẵn mới săn được combo đồ ăn Hàn trên Market Sài Gòn giảm đến 50% nên là tôi sẽ làm thử thách cho mấy bà xem. Buổi trưa thì mình đá nhẹ một tô mì trộn xiên xương xương với nhiều topping đây thôi à. Thiệt chớ mang tiếng là ăn mì gói mà ăn kiểu này thì tôi ăn cả tháng luôn còn được á chứ. Cộng mì sau khi trụng lên nó không những không bở mà nó còn siêu dai luôn. Đổ gói bột ớt với lại gói sa tế vô một cái lên màu hơi bị xuất sắc. Trời ơi có thơm quá không vậy. Vị thì hơi cay nhẹ tê tê đầu lưỡi. Bà nào mà không ăn cay được á thì bỏ ít một xíu nha. Mì trộn Hàn Quốc thì làm gì mà thiếu được trứng lòng đào với mè rang đúng không nè. Rồi bây giờ cái mình trộn đều hết tất cả topping lên. Ừ thì tại vì tô mì nó cũng đơn giản à cho nên là tới chiều tôi mới thấy đói luôn á mọi người. Nhanh trí nấu một ít cơm trắng rồi cho gói cà ri vào nồi hâm nóng tầm 5 phút. Đổ ra đĩa là có ngay bữa chiều. Vị thì khá là vừa ăn nhưng mùi cà ri thì nó có hơi nồng một chút. Nói chung thì tôi thấy giống cà ri Ấn Độ hơn á. Cắt hộp thịt xăm bông ra hai lát nữa là no cái bụng. Tráng miệng thêm một gói nước trái cây vị măng cụt với thạch jelly nữa là hoàn thành thử thách. Ai mà cũng mê đồ ăn Hàn giống tôi á thì bấm vào giỏ hàng TikTok shop. Có nhiều thứ hay ho lắm á nha.